À, chào cô chú anh chị nha, em về có còn con Sinowa 350 này mọi người. 350. 350 new nha. Mặt tiền còn thấy con đẹp lắm mọi người. Được cái là như mấy con kia em nói, làm chuột đẹp nha, làm Sinowa luôn. Thì được cái là mấy con này thì nó xài lại xài xích 91 là xích trung. Nó không có xích mini, không có xài xích mini như hồi trước giờ. Cái này thì do tại vì để bãi nó có vết trầy trầy bình thường về mình sơn dặm dặm lại cái này thì kiểu như đây nó ở tự bông sơn nó khá đẹp, làm xích thì cũng đẹp nha mọi người. Làm tinh đẹp, làm này chắc khoảng 5 tấc rưỡi, nói chung là rất phù hợp với con máy này nha, nó không quá dài mà nó cũng không ngắn quá. Ôi dồi. Này nắp gió nó còn đủ nha, chế nó còn đủ đồ nha mọi người. Cái này gia tài em chưa hàng bãi về chưa mở lần nào nó khít quá. Cái này chắc phải có cái kim dạng ra một cái nhẹ để cho nó dễ này, giật hơi cho nghe này nha mọi người. Hơi hơi căng, hơi căng nha. Hơi rất là căng. Cái này hơi căng ghê. Hôm nay chưa dọn nha, hôm nay để cho 2,5 triệu nha anh em, làm một chút em 2,5 triệu nha anh em, làm một chút em, bộ làm sức rất là vip.